Tắt tivi. Bật đèn. Bật quạt. Biến mọi đồ dùng thông thường của các bạn thành đồ thông minh bằng cái sáng trắng này này. Đây chính là ổ cắm wifi thông minh Capo P100. Cắm mọi thứ vào ổ cắm này thì sẽ có thể ra lệnh được bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Google Assistant hoặc là Amazon Alexa như vừa rồi. Thậm chí ổ cắm wifi Capo P100 này còn có thể hẹn giờ tắt bật đồ dùng trước khi về nhà. Ví dụ như các bạn có thể bật đèn đốt tinh dầu, về nhà là thơm phức luôn. Cài đặt được cả thời gian biểu tắt bật cố định cho vật dụng với chế độ ở xa này, hoặc là cài bộ đếm ngược thời gian để tắt bật kiểu hẹn giờ đèn ngủ này, hay là hẹn giờ tắt tivi để tránh trẻ con ở nhà xem quá giờ chẳng hạn. Thao tác qua app Capo nha. Capo P100 có một cái thiết kế trắng xinh, cứng cáp với vật liệu nhựa ABS chống cháy, giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Dùng cái này xong thấy khổ một nỗi là cái gì cũng muốn biến thành đồ thông minh, nhưng mà mỗi ổ chỉ cắm được một cái thôi.